Xin thân ái chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay chúng ta lại có chuyên mục Vui đời phục vụ với bài hát sinh hoạt thứ nhì, bài khúc hát làm quen. Chúng tôi sáng tác bài này từ năm 1982, tới nay thì cũng vậy là cũng 39 năm. Hồi đó nó có một cái nhu cầu sinh hoạt, khi sinh hoạt thì có gây dựng bầu khí cho vui tươi, cho dễ dàng thân quen với nhau. Nên cái việc phá băng là đánh vỡ tan cái bầu khí lạ lùng, xa lạ, cách biệt lắm ban đầu. Nên chúng tôi sáng tác khá nhiều bài và trong cái giai đoạn đó khi đi sinh hoạt với nhau. Khúc hát làm quen. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Chúng ta để ý những bài thuộc loại sinh hoạt thì nhạc nhiều khi nó lặp lại để dễ nhớ, dễ tập. Rồi ý tưởng nó cũng có thể lặp lại để chỉ thay đổi một chút để mà người ta dễ nhớ cái bài hát đó. Chỉ tập một chút xíu là người ta có thể thuộc được. Tôi xin hát trước một lần. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Này là khúc hát xin gửi đến bạn. Quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Bây giờ chúng ta sẽ tập từng câu một, là mỗi lần là hai câu ngắn, gần như nhạc giống nhau, lặp lại. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen, chỉ thay đổi các chữ cuối cùng. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Mời hát lại chung lại với tôi. Hai bạn. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Một lần nữa. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Rồi, được rồi. Chúng ta hát hai câu sau. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Ý tưởng là ngày hôm nay chúng ta quen nhau là bạn thân. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Nếu mà có không gặp lại, nếu mà có đi xa thì đã một lần làm quen với nhau, thành bạn thân của nhau thì sẽ mãi mãi nhớ nhau. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Anh chị em dễ tập thì dễ hát thì chúng ta hát hai câu đầu, vừa để ôn mà vừa để có cái đà để chúng ta hát tiếp hai câu sau. Xin mời các hát từ đầu. Này là khúc hát hai bạn. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Chúng ta thấy cũng rất là dễ. Bây giờ thì chúng ta có thể hát chung với nhau một lần nữa toàn bài. Này là khúc hát hai bạn. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến. Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Bây giờ thì các bạn có thể vỗ tay. Tôi đệm đàn, các bạn vỗ tay cho nó có bầu khí hơn và tự tin hơn. Coi như là lần hát cuối cùng rồi đó. Này là khúc hát hai bạn. Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến.
Đây là khúc hát xin người đến làm quen. Xin chưa quên hôm nay vẫn còn thân. Xin lỗi, tôi đổi accord nên tôi hát sai. Nên xin hát lại lần nữa. Đây là khúc hát hai bạn. Đây là khúc hát xin người đến bạn mến. Đây là khúc hát xin người đến làm quen. Xin chưa quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chưa quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Đây là khúc hát xin người đến bạn mến. Đây là khúc hát xin người đến làm quen. Xin chưa quên mai đây vẫn còn thân nhau mãi. Xin chưa quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin thông cảm cho chúng tôi. Bây giờ bệnh tật nhiều quá. Chúng tôi hát có chỉ gió thế thôi mà đã hụt hơi. Nên căn bản bài hát là như vậy rồi. Các bạn chắc chắn là có khả năng sẽ hát tốt hơn, đệm đàn tốt hơn. Chúng tôi cũng cố tình đệm những accord rất là đơn giản, ít đổi accord, để mà chúng ta thấy cái bài hát đó nó dễ tập, dễ hát, dễ điều khiển. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn trong một bài hát kế tiếp nữa.